Russ is going to have to have solid play in the first, you know, 5-10 minutes of this. Vâng, xin chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên của trận đấu thứ tư, trận Loser Match. Đây là game thủ bộ tốt màu đỏ của tại ngày chính là Juventus. Trust Trust ở vị trí phía trên bên tay trái thưa các bạn, ở hướng 11 giờ. Đối thủ của anh ấy cho trận đấu lần này đó chính là game thủ phố tốt màu xanh của ông ta. Anh ấy chính là Samsung Galaxy Khan Stock. Hai game thủ của ông ta bằng xuất phát hai vị trí chéo nhau. Nếu tôi không nhầm thì đây là map mà với hai vị trí xuất phát chứ không phải là 4. Nhưng mà tất nhiên là cũng hoàn toàn có thể là tôi đã nhầm. Hôm nay thì cho thấy rằng là hai người xuất phát ở hai vị trí chéo nhau. Theo như tôi đánh giá thì cái map này cũng là một cái map khá dị của thì không biết là từ do bên nào thiết kế nữa. Nhưng mà theo như tôi nhìn thấy ở đây thì nó đúng là công nhận là cũng hơi bị nhìn khó chịu quá. Cái map này nó không theo những cái format metagame cơ bản của Blizzard, mà đây là nó theo format của bên tức là theo cái phong cách thiết kế của bên GSL. SPL ạ. Những cái phong cách nhìn nó rất là lởm khởm. Hiện nay chúng ta thấy rằng là một trận PvP như này ở trên cái map này. Map này tôi đánh giá là cũng có rất nhiều những cái vị trí khuất. Tất nhiên là không quá khuất như những cái map rộng lớn như kiểu Frost, nhưng mà những cái map vị trí khuất này cũng rất là khó để có thể là scout. Nó cứ lên xuống gập ghềnh nhưng mà nó bắt đầu là nhiều vị trí những cái góc khuất, những cái góc che mất bởi núi. Cho nên là các bạn PvP mà đánh ở trên những cái map này cũng phải hết sức cẩn thận. Các bạn có thể biết rằng là các bạn scout không bao giờ là đủ cả thưa bạn. Vâng, hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng một con Pop đang đi ra góc bên này rồi. Vâng, đây sẽ là một pha Popsy Stargate rồi. Hiện nay game thủ Trust đã đưa cho mình một con Pop ra ở vị trí góc ở hướng 6 giờ thưa bạn. Một cái vị trí rất là... Vâng, theo tôi đánh giá thì đây là một cái vị trí rất là mờ ám. Chúng ta cùng chờ đợi xem sau khi Sametikon hoàn thành xong. Vâng, hiện nay một pylon đã đặt ở vị trí phía dưới kia rồi. Ở vị trí hướng 6 giờ được đặt một cái pylon. Có thể là hiện nay không có bất kỳ một cái gì pylon nào đây rồi. Đây có hai cái đây rồi, tôi nhầm. Game thủ stop của ông ta hiện nay đang bắt đầu cảm thấy gì đó bất thường rồi. Vâng, hiện nay đang một pylon ở đây hoàn thành xong. Sau đó sẽ là Stargate chuẩn bị này. Úi, không được rồi. Vâng, Stargate có vẻ đặt hơi bị chậm rồi. Hiện nay Trust biết rằng đối phương đang đưa quân, đang có Pop ở phía bên trong này để scout, nên anh ấy phải hết sức cẩn thận. Anh ấy vâng, phải bắt buộc phải đặt gate trước. Và hiện nay thì chúng thấy rằng là Stargate được đặt xuống ở vị trí góc 6 giờ rồi. Hiện nay thì Trust mới có cho mình con ma ship cò đây để có thể là đuổi được con Pop ra ngoài. Như vậy thì khả năng stop quay lại scout được phát nữa sẽ rất là thấp. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta thấy rằng là stop ở phía bên kia anh ấy cũng đã có cho mình cái nhà Twilight Castle rồi. Twilight Castle. Vâng, ngoài hiện nay thì con ma ship cò của stop đang đi scout rồi. Sắp sửa nhìn ra được cái vị trí góc bên này. Theo các bạn đấy, vâng, các bạn thấy đấy, hướng đi của nó. Vâng, stop rất tỉnh thưa các bạn. Anh ấy phát hiện ra được vị trí của đối phương rồi. Đây sẽ là một Stargate thưa các bạn. Vâng, I see. Stargate đã bị phát hiện rồi. Coi như là xong rồi. Phát hiện Stargate như này có nghĩa rằng là Bill Blinkstalker của Stop sẽ có thể là counter lại hoàn toàn được cái trò lên Orker lần này. Có vẻ Trust của chúng ta sẽ hơi khó khăn trong trận đấu này rồi thưa bạn. Anh ấy lên Orker mà đưa sang thì Orker mà được đưa sang thì Blink Stalker là quá thích luôn. Hiện nay Stalker đang bắt đầu được warp ra ở vị trí bên trong nhà cho game thủ Stop của ta rồi. Vâng, ma ship có sắp được phá xong được cái pylon này rồi. Kịp không? Không kịp rồi. Vâng, và như vậy là mất con Orker bên trong này rồi. Orker không ra kịp rồi. Như vậy là game thủ Trust sẽ phải có hai lựa chọn. Một là cancel con Orker, hai là đặt lại pylon. Anh quyết định đặt lại pylon rồi. Như này anh còn đặt thêm cho mình mỏ 2 nữa. Nexus rồi. Như vậy ý đồ của Shot đã không thành công. Stop thì sẽ sử dụng cái lợi thế với Blink Stalker của mình để có thể harass đạo quân của đối phương thưa bạn. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Nếu con Orker sắp sửa hoàn thành xong rồi. Sau khi hoàn thành xong thì nó vào đến bên trong thì chắc là nó cũng nhìn thấy quá nhiều Stalker rồi. Tôi nghĩ rằng là cũng hơi đen cho con... Vâng, có thể gọi là hơi đen. À đây rồi, vâng, photo màu trắng. Mày nhá, tôi tưởng là không có stalker nào đây thì thôi. Nguy hiểm. Chết người. Hiện nay thì Trust của chúng ta đã bị đối phương đưa stalker ra phá phách rồi. Phá pylon này chắc chắn rồi thưa bạn, mất pylon này chắc chắn rồi. Nên cả hai game thủ của chúng ta hiện nay đều đang chơi Gothic Fake City. Cả hai anh đều bắt đầu follow Lenimoto chăng? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là những cái và đây sẽ là một cái trận đấu PvP
cơ bản. Hiện nay Stock còn đưa cho mình thêm cả nhà Pylon ở vị trí gần mỏ của đối phương rồi. Hiện nay tôi nghĩ bắt buộc thì chắc sẽ phải lên cho mình Imoto thôi. Anh em không lên Imoto rất nguy hiểm thưa bạn. Hiện nay chắc thì vẫn đang chờ mỏ 2 với Imoto rồi. Mày nhá. Hiện nay con đội của Stock kể có đẩy vào thì cũng sẽ vẫn bị đối phương sử dụng Imoto đuổi ra thôi. Hiện nay đây các bạn thấy đây, Stalker có mặt ở đây rồi, 4 con rồi. Không biết là con đội có định ngoác thêm quân không. Hiện nay con đội của Chas lại còn đang đứng ở vị trí bên trong bên bay cơ. Này một pha, vâng một pha đinh lên. Orker, ôi rồi ôi, Orker 2 máu không bắt được kìa. Hiện nay Stalker đã có khoảng tầm 6, 7 con ở đây rồi. Imoto vẫn chưa ra, Imoto của Chas vẫn chưa ra. Pylon được đẩy lên ở vị trí trên này, Marcel bật lên rồi, vâng, ok, pop, đặt Pylon. Không được rồi, Imoto ra rồi. Thôi, Stalker tốt nhất là nên Blink về thôi. Vâng, dù sao thì Stock cũng đã ăn được cho mình một cái Pylon và khiến cho cái Summonetic Core bị Summonetic Core mà đó là nhà Robotic Fact City đã bị mất điện rồi. Hiện nay thì bắt đầu đàn Stalker bên này bắt đầu cứ phá Fact Nexer thôi. Vâng, phá Nexer đây. Quân đội của đối phương cũng không giảm xuống luôn và như vậy là Stock đã phá Nexer của đối phương rồi. Anh ấy đang có lợi thế rất lớn trong trận đấu này các bạn. Hiện nay Stock đã đủ cho mình 400 Miro và anh quyết định đặt xuống cho mình mỏ 2 rồi thưa bạn. Vâng, đặt xuống mỏ 2 thời điểm này. Trong đó ở phía bên kia thì game thủ Just vẫn đang bị Stock giữ quân ở ngoài đấy. Just bắt buộc phải có thêm con Imoto nữa để anh mới có thể phòng ngự được cho cái pha phòng ngự được cái đợt tấn công của Stalker này. Trong đó thì hai con Sentry đứng đây. Có vẻ là game thủ Stock đang định sử dụng Sentry để có thể là block Ram. Block không? Thì này hai Imoto rồi nhưng mà Chad cũng không dám đưa quân của mình xuống các bạn. Bây giờ mình chỉ cần bị đối phương block một phát coi như xác định luôn. Vâng, Fogfield phát là ở vị trí Ram coi như xác định luôn. Này Observer đang bắt đầu được đưa lên rồi. Này Stock đã ăn mỏ 2 và anh ấy đang có một lợi thế rất lớn trong trận chiến này các bạn. Orker đã scout ra ở vị trí mỏ 2 góc bên này rồi. Bây giờ Chad chúng ta bây giờ sẽ làm gì đây? Orker đang lao vào vị trí góc bên này. Ôi giời ơi, Stocker đang phá phát ở vị trí bên trên kia. Orker đang xịt ở đây. Một farm đinh ra. Vâng, bắt được con Orker không? Chắc chắn là bắt được rồi. Vâng, bây giờ chạy đâu bây giờ nữa? Một pha Kaskin, vâng, coi như vậy là game thủ Chat chủ động biết được đối phương đang có cái gì rồi. Hiện nay Chat của ta đang rất bất lợi khi mà anh ấy mất liên tục mấy cái pylon ở đây rồi thưa bạn. Mất khoảng tổng cộng là 4 cái pylon rồi. Trong đó thì Stock bắt đầu wipe, mình còn ở nhà để chuẩn bị phòng ngự thôi. Imoto còn Imoto thứ 3 ra rồi. Observer này đang ở đây đang scout tất cả những cái gì cần thấy. Nó phát hiện ra đối phương cũng đang bắt đầu nâng cấp cho mình Blink Stalker rồi. Nay trong khi đó ở nhà thì Stock đã hoàn thành xong cho mình mỏ 2 rồi. Quân đội của Stock này đã bắt rút quân về vị trí phía sau rồi. Chúng ta thấy rằng Imoto đang lao ra, phần bao Imoto lao ra. Chả hoài quai gì đây cả. Vâng thôi xong rồi. Hiện nay thì trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu về đến mid game khi mà cả hai game thủ đang bắt đầu ăn mỏ 3. Nay với lợi thế của ba Imoto không biết là anh có định đưa quân đi không. Vâng, chắc chắn là nhìn thấy đối phương đã có Imoto đây thì tốt nhất là game thủ chắc nên không nên tấn công luôn. Anh chuẩn bị ăn mỏ rồi. Vâng, bắt buộc phải ăn mỏ thôi. Bây giờ thì chính là thời điểm mà Chas cần phải lựa chọn. Anh ấy phát hiện ra được rằng là đối phương cũng có Imoto như vậy. Thì cũng có Imoto như mình như vậy. Anh ấy sẽ bắt buộc sẽ phải lên cho mình Zeal Chak các bạn. Bắt buộc phải lên Zeal Chak để có thể là counter lại được cái build Zealot Imoto. Cái build Stalker Blink Imoto của đối phương. Và sau đó thì với cái lượng Imoto rất là hùng mạnh của mình, anh ấy hoàn toàn có thể là chơi được đối phương. Ôi giời, không được rồi, vẫn không định. Anh ấy vừa định chơi con Massive Core mà không thành công. Hiện nay quân đội của Chad vẫn tiếp tục đẩy quân của mình đi chăng? Hiện nay thì Stock đã có cho mình hai con Imoto rồi. Vâng, có thể nói là cũng không hề kém cạnh so với cả Chad một chút nào cả. Hiện nay còn Observer đang di chuyển quân theo so với cả quân đội của Chad. Observer này của Stock vẫn phát hiện ra được đối phương là đi đâu và làm gì. Này đây một phát tấn công, vâng, Stalker lại quay trở lại thêm một lần nữa rồi. Hiện nay quân đội ở phía góc bên này, Sentry đang ở đây, Sentry đầy energy này có thể Fog Field rất là mạnh mẽ rồi. Vâng, Fog Field bắt đầu chào được bật lên rồi. Ba Imoto rồi, vâng, ba Imoto đều về, ba Imoto quá ngon luôn. Hiện nay Stock đã đưa quân của mình lên. Vâng, chúng đang cố gắng bắt con. Ui không được rồi, con Massive Core nó khỏe, nó nhanh quá, nó may quá được bạn. Thế mà không chết. Hiện nay góc bên này thì Stock đang bắt đầu ngồi phá mấy con Wolf kia không cho khai thác. Vâng, farm tấn công rồi, Fogfield rồi. Tuy nhiên Fogfield với cả Stalker Blink thì cũng chán thua thế nào thưa bạn. Hiện nay chúng có thể thấy rằng là Walker Q hiện nay cả hai bên cũng ngang ngửa nhau, một bên có 7, một bên có 8. Cũng không có bên nào có lợi thế hơn thưa bạn. Hiện nay Fogfield tiếp rồi. Ôi thì Fogfield tiếp rồi. Hiện tại quân đội của Stock đang kẹt ở vị trí phía sau. Vâng, Blink về thôi. Bắt buộc phải Blink về rồi. Hiện nay thì đã có tận 4 con Imoto ở đây cho game của Stock của chúng ta. Anh ấy bắt không nói chung thời điểm này không thể nào làm gì được đối phương.
cũng như đối phương cũng không thể nào làm gì được mình cả. Cho nên tốt nhất bây giờ nên về nhà mà Marco tiếp thôi. Stop thì với vốn kinh nghiệm dày dặn của mình thì tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đang chuẩn bị lên cho mình Giot chàng Imoto chàng. Các bạn thấy rằng hiện nay thì đã xử xong một Imoto rồi, và sao đây, Imoto thứ hai, đúng rồi, ngon luôn. Ba Imoto stop bắt đầu la lên ở vị trí trên này, tất nhiên không bị vướng phong phiêu, không có gì phải lo cả. Xong rồi, mất hết Imoto rồi, hiện nay chốt của ta chỉ còn toàn Stalker mà thôi. Anh ấy đang bắt đầu cố gắng phải đưa quân đội của mình về thôi. Nhìn thấy con Observer, úi giời, Sentry đang bị target rồi. Con Orker đã bay vào phía bên trong này rồi, đây con Orker tiếp theo, con Orker thứ hai của chốt được đưa phía bên trong này. Tất cả bộ phải bắt đầu phải rút ra ngoài thôi, mà bây giờ thì sao đây, wow quân không? Không ngoan quân kịp thưa bạn, không ổn rồi. Bố ốp đang phải chạy cắm đầu bóng cổ. Mà siêu quang bật bố tông chẳng ở vị trí bên bay thì Stalker, vâng, nó vòng ở vị trí bên ngoài. Thế này đang có 3 Stalker ở đây, chắc chắn sẽ bắt con O cười thôi. Ấy rồi, vâng, chính xác rồi. Bây giờ quân đội của Stalker thì vẫn đang đẩy lên ở vị trí phía trên này thưa bạn. Không biết là Stalker đã có Pylon chưa? Tôi nhớ không nhầm thì Pylon lúc này đã bị phá mất rồi. Ở bên này thì con Orker tiếp tục được warp ra cho game thủ chốt của chúng ta. Tuy nhiên anh phải hiểu rằng bây giờ Orker không còn là vấn đề quá khó khăn so với cả đối phương nữa. Vâng, Stalker Blink đang có mặt ở đây. Tuy nhiên không còn bất kỳ một con Immortal nào cho chốt xuống ta nữa rồi. Chốt xuống phải warp lại mình con Immortal. Tuy nhiên hiện nay thì Stalker đang bắt đầu chơi một trò khác. Anh ấy đã có quyết định là take lên cho mình con Colo rồi. Với lợi thế có 4 Immortal, bây giờ còn có thêm con Immortal thứ 5 nữa. Bây giờ lại còn lên thêm cả Colo thì không biết là Stalker định đánh kiểu gì đây. Chúng thấy rằng hiện nay chốt đã bắt được khoảng tầm 18 con pop rồi. Vâng, Stalker ở đây lại blink dài nhưng mà không bắt được con Orker này. Có vẻ Orker này đang là một trong những unit cứu cánh cho chốt chúng ta chăng. Hiện nay Stalker lại lao lên ở vị trí phía trên này. Vâng, có bắt được không đây? Hiện nay thì đây là nhà robotic bay. Robotic bay để có thể là lên cho mình được cái con Colo thưa bạn. Hiện nay thì riêng về tech thì Chus đã thua rồi. Về unit lại còn thua nhiều hơn. Thì không biết là bây giờ Chus sẽ làm nào. Tôi nghĩ rằng với cái việc lên bây giờ thì chắc chắn là bắt buộc Chus sẽ phải lên cho mình thật nhiều giờ cần phải có lựa chọn thưa bạn. Đối đầu với cả Immortal Colo thì phải nói là cũng bắt buộc sẽ phải có Immortal Colo hoặc là có thêm ở những con unit như kiểu là counter được Immortal và Colo, đó chính là những con Tempest. Tuy nhiên bây giờ tới thời điểm này khi mà B2 sau này cả đối phương mà lại lên tiếp cả Tempest thì thực sự là hơi bị khó khăn. Anh ấy đã có quyết định lên cho mình Giao Chạc A Trông rồi. Vâng, cho quyết định lên cho mình hai Templa cũng như chuẩn bị phải nâng cấp cho mình Chạc cho Giao thôi. Giao Chạc A Trông thì có thể nói là counter lại được Giao Immortal của Stock. Nhưng rất tiếc Stock hiện nay đang bắt đầu lên cho mình Colo rồi. Khi mà combat nổ ra chắc là cả hai bên game thủ của ta bắt đầu có khoảng ít nhất là Stock đã có khoảng tầm 3 con Colo rồi. Nó 3 con Colo nó quét thì không biết là bao nhiêu con Giao cho nó vừa thôi các bạn. Trận đấu lần này thì vâng, hiện nay thì Chot đã bắt đầu chủ động lên cho mình mỏ 3 rồi. Hiện nay combat đã bắt đầu lên loanh quanh ở đây. Ui giời, vâng, con Orker nó có 9 kill rồi. Có vẻ hơi bị khó chịu chơi cái con Orker này. Tôi nghĩ rằng Stock tốt nhất là nên đưa quân của mình ra để đập cái Stargate kia đi. Chứ để cho đối phương cứ lên Orker có vẻ là rất khó chịu thôi bạn. Ok, Stork is heading out now. Có thể thấy rằng hiện nay thì quân đội ở đây, vâng, Blink rồi, Stalker lao lên chơi Stalker của đối phương đệ. Vâng, đây là Colo lao lên, ôi, Immortal lao thẳng lên ở vị trí trên này. Được không, hiện nay 5 con Immortal rất khỏe đây rồi thưa bạn. Hiện nay sao đây, Stalker vẫn đang rất là lý cố. Vâng, Stalker của Shot hiện nay phải nói rất là lý cố thưa bạn. Hiện nay thì mỏ 3 của Shot, đúng lúc anh ấy đang ăn mỏ 3 thì đối phương lại hút vào này thì rất nguy hiểm đây. Chúng ta thấy rằng Orker đang cố gắng bắt mấy con Pop ở đây rồi. Tuy vâng, nó đã đứng ở phía bên ngoài vị trí. Ôi, phát nữa, ui rồi ôi, con này may thế nhỉ. Con Orker vừa rồi hai máu mày thế nhỉ, vẫn sống được thưa bạn. Bình thường những cái con như vậy là chết nhanh lắm. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng hiện nay đang có sao đây, đã quân Immortal A Trông đang có mặt ở đây cho Chas, nhưng mà đã quân của Stock thì cũng rất là khỏe với Colo rồi. Anh ấy còn tạo thêm cả bóng Colo nữa. Thực ra cả hai game thủ của chúng ta đều có bóng Colo. Tuy nhiên con Colo thực sự thì đang nghiêng về phía Stock của chúng ta. Stock hiện nay tôi nhớ không nhầm còn đã có thêm cả nâng cấp tầm bắn xa cho Colo rồi nữa cơ thưa bạn. Anh ấy đã put lên rồi. Vâng, một tông bao trào được bật lên và bây giờ tham warp rồi, Giot có chạy được không? Không có Giot chẳng ở đây thưa bạn. Giot không thể nào tiếp cận được vị trí của những con Colo kia. Những cái con Stalker đứng ở vị trí trước chắn cho Colo rồi, sau đó Colo lại còn quét thêm cả Giot nữa thì coi như không còn gì cho game thủ chất của ra rồi. Và anh ấy liều mạng lao con Immortal lên để target được vào cái con bóng của cái con Colo kia, không ăn thua. Còn bây giờ thì chất mới có con Colo đầu tiên cho mình thì đạo quân của anh ấy đã quá yếu rồi. Anh không thể nào đỡ nổi đạo quân của đối phương nữa rồi. Không có bức tường phòng ngự nào cho Colo, như vậy thì làm sao chắc là phải chiến thắng được. Mà như vậy anh ấy phải gõ GG trong game đấu đầu tiên rồi thưa bạn. Như vậy là Stock của chúng ta chiến thắng trong game đấu đầu tiên lần này. Và như vậy thì chúng ta chuẩn bị đến mảnh game đấu thứ hai thôi. Chuyện này đang là 1-0 nghiêng về phía Stock.
Phiên đấu thứ hai của chúng ta sẽ ra ở trên map Catalina. That went very poorly for Trust, but you know what? He snuck a probe over, got some more oracles, did some damage.